Cán bộ nhân đạo ở Hà Nội ăn chặn hàng từ thiện là bột phát, icon. Xem clip. Liên quan vụ việc một số nhân viên của Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật Hà Nội, Thụy An, Ba Vì, tuồn hàng từ thiện do các cá nhân, tổ chức trao tặng ra ngoài bán. Theo báo cáo của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, ngày 8 tháng 9, trung tâm này tiếp 3 đoàn đến tặng quà từ thiện cho đối tượng đang được nuôi dưỡng tại đây. Lãnh đạo đơn vị đã phân công một số cán bộ phòng tổ chức hành chính dẫn đoàn đi phát quà trực tiếp cho các đối tượng và các cháu tại nơi ở. Tuy nhiên, sau khi các đoàn từ thiện ra về, bà Đào Thị Phương và Nguyễn Thị Liên thuộc phòng phục hồi chức năng đã mang một số hàng, quà gồm sữa, bim bim, bánh trung thu, kẹo ra khỏi trung tâm. Sau khi nhận được thông tin báo chí phản ánh, trung tâm đã tổ chức họp hội đồng kỷ luật. Xét tính chất sự việc và mức độ vi phạm của các cá nhân liên quan, đơn vị đã quyết định hình thức kỷ luật đối với 3 cá nhân. Cụ thể, bà Phương, bà Liên bị kỷ luật cảnh cáo, ông Trịnh Văn Hát U, tổ trưởng tổ bảo vệ, là người trong ca trực để xảy ra các hành vi vi phạm trên bị kỷ luật khiển trách. Từ báo cáo giải trình của trung tâm và nội dung báo chí phản ánh cho thấy sự việc nêu trên là đúng. Tuy nhiên, qua hình ảnh cho thấy ngoài các nhân viên Đào Thị Phương và Nguyễn Thị Liên còn có một số người khác hỗ trợ việc đưa hàng qua hàng rào và vận chuyển ra khỏi khu vực trung tâm. Để làm rõ nội dung sự việc, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã yêu cầu Giám đốc trung tâm kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc, làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan, xác định rõ danh tính của các trường hợp tham gia vận chuyển hàng, quà cùng bà Phương và Liên. Lợi dụng điểm yếu để tuồn hàng. Trao đổi với Vietnamnet, ông Đỗ Đức Hồng, Giám đốc Trung tâm Nuôi dưỡng Người già và Trẻ tàn tật Hà Nội cho rằng đây là sự việc bột phát, do ý thức trách nhiệm của cán bộ và bảo vệ chưa cao.